Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 16 ngày 4 tháng 10 năm 2021 đối với đối tượng Trần Thị Sâm, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 07 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An là đối tượng Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Minh Lợi, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An còn ra quyết định truy nã số 214 ngày 23 tháng 1 năm 2024 đối với đối tượng Vũ Trung Hiếu, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 3, phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội đánh bạc. Và đối tượng Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng về tội đánh bạc chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện